đã hứa thì hôm nay Rút sẽ có một video trải nghiệm trò chơi khu rừng kim cương đến từ lớp học mặt nữ. Và bộ trò chơi này là bộ trò chơi nhóm nên Rút không thể chơi một mình được, mà Rút đã rủ chiếc super cùng chơi với Rút. Hello Sip. Bây giờ thì Rút sẽ giới thiệu sơ hành phần của bộ board game lần này cho mọi người coi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ như thế này nè các bạn. Đó, như một cuốn sách vậy ạ. Mặt trước sẽ in các thành viên của lớp học mặt ngữ và tên của trò chơi. Xinh chưa? Mặt sau sẽ là bản đồ. Và Rút sẽ giới thiệu cho các bạn thành phần của bản đồ nha. Cái bản đồ này thì bao gồm 4 khu vực chính nha các bạn. Đầu tiên á là khu vực đất trồng cây nè. Các bạn sẽ trồng cây vào đây. Đó, đây. Để mà thu hoạch kim cương nha. Thứ hai là các cái ô sự kiện. Ô sự kiện này sẽ bao gồm các mỏ khoáng sản và các sự kiện sẽ xảy ra trong quán chơi của tụi mình nè. Và thứ ba là các sạp bán hàng. Ở đây thì các bạn sẽ giao dịch đổi kim cương với bạn chơi khác để có thể có viên kim cương mà mình cần. Và cuối cùng là khu vực ghi nợ kim cương. Trong trường hợp mà các bạn không có kim cương để mà cống nộp vào quỹ chung thì các bạn sẽ ghi nợ kim cương ở đây. Mà các bạn chú ý nha, chúng ta chỉ được nợ tối đa 7 viên kim cương thôi. Nếu quá 7 viên kim cương thì các bạn sẽ bị xử thua luôn trong quán này á. Chúng ta có một bạn gấu mèo. Bạn gấu mèo này chuyên gia đi ăn trộm kim cương. Và bạn ấy sẽ di chuyển theo số điểm trên xí ngầu màu đen. Khi mà gấu mèo di chuyển tới ô đất có người trồng cây thì chủ của cái ô đất đó sẽ bị mất một viên kim cương bất kỳ nha các bạn. Và đây là cái giỏ hành quả. Giỏ hành quả sẽ đi sau gấu mèo và theo số điểm trên xí ngầu màu đỏ. Khi mà giỏ hành quả di chuyển tới ô đất trống thì người di chuyển sẽ nhận được một cái viên kim cương cùng màu với ô đất và cùng màu với cái mỏ khoáng sản nha mọi người. Còn trong cái trường hợp á mà giỏ hành quả đi vào ô đất đã có người trồng cây thì người trồng cây sẽ được nhận một viên kim cương cùng màu với ô đất. Đồng thời thì giỏ hành quả có khả năng kích hoạt các cái ô sự kiện này các bạn. Khi nó đi đến những cái ô sự kiện này thì nó sẽ kích hoạt hết. Đó đó. Ở đầu mỗi ván chơi thì giỏ hành quả và gấu mèo sẽ được đặt ở vị trí gôn nha các bạn. Chúng ta sẽ có 4 bộ cây tương ứng với 4 người chơi, bao gồm màu trắng, màu xanh lá cây, màu xanh dương và màu hồng. Và có 80 viên kim cương được chia đều làm 4 màu, màu tím, màu vàng, màu đỏ và màu xanh. Ngoài ra thì đây là một bộ trò chơi thẻ bài nên không thể thiếu được các thẻ bài nhiệm vụ được. Chúng ta có 40 thẻ nhiệm vụ hàng ngày. Ở đầu mỗi lượt chơi thì các bạn phải rút sao cho đủ 3 lá nhiệm vụ hàng ngày trên tay nha các bạn. Và chúng ta có 12 thẻ nhiệm vụ trọn đời. Các thẻ nhiệm vụ trọn đời sẽ khó hoàn thiện hơn, tuy nhiên điểm số mang lại sẽ rất là cao. Và mỗi ván chơi chúng ta chỉ cần hoàn thành được một nhiệm vụ trọn đời thôi nha. Khi nào các bạn hoàn thành được nhiệm vụ thì các bạn nhớ bỏ xuống để tích điểm ngay lúc đó luôn ha. Và để chiến thắng trò chơi này, các bạn phải là người trồng được 7 cây sớm nhất. Và chúng ta có 3 cách trồng cây sau. Đầu tiên các bạn sẽ sử dụng 4 viên kim cương khác màu để trồng được một cây. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng 5 điểm thành tựu từ các nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành. Và thứ ba, chúng ta sẽ dùng 3 viên kim cương bất kỳ để chuyển đổi tất cả các cây trên 2 ô đất chuyển chỗ cho nhau á mọi người nha. Và các bạn sẽ được nhận một quyển sách hướng dẫn chi tiết cách chơi nè, như một quyển truyện tranh vậy đó. Cái này các bạn chỉ cần đọc qua một lần là sẽ hiểu luôn cách chơi luôn á. Đó, chi tiết lắm. Và bạn nào ngại đọc thì chúng ta có thể đọc cái hướng dẫn chơi nhanh này nè mọi người thì cũng có thể chơi được rồi. Thế mà giờ mình vô hòn dáng đi cho nó dễ hiểu nha. Hello các bạn. Xíu nào các bạn. Rồi, tiếp theo vô. Giờ sẽ chọn nào, có hai màu thôi, chỉ chọn hai màu thôi. Xíu chọn màu xanh lá. Vô đây, vô đi. Đã nè. Đó, ừ, màu xanh màu hồng nha. Ha, xíu màu xanh lá nè các bạn. Vậy đây là nó sắp xếp sẵn rồi nên là xíu không định lựa chọn nữa. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ phát mỗi người 3 thẻ nhiệm vụ hàng ngày nha mọi người. Các bạn chọn đời nha các bạn. Những cái lá nhiệm vụ này thì các bạn đừng có để đối thủ biết nha, mất công chặn đường ăn của mình á. Chứ có chặn đường ăn của đối đâu hả? Không. Thôi, rồi bây giờ vô cho các bạn xem bài trước đi. À, rút đưa trước đi. Chứ không được nhìn lát nha. Để rút coi. Rút sẽ cho các bạn xem những cái lá bài nhiệm vụ của rút. Hết rồi. Không có được thấy á. Hay nè, các bạn đọc cách hiểu rồi ha. Chứ giờ mà rút đặt lên là sẽ biết hết luôn á. Biết hết là sẽ chậm hết đường ăn của đất luôn á mọi người. Nè, phải biết mặt mới được. Này mình giấu đi. Đây, một lần cuối cùng nữa nè. Rồi. À, khi nào các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn để lá nhiệm vụ xuống luôn và tính điểm ha. Ui xíu nữa. Mày coi không? Ui xíu nữa các bạn. Bạn nào cái thấy thắng rồi à? Hai cái. Các bạn có thấy không nữa? Ba cái. Bốn cái. Xong. Rồi. Trong trường hợp mà sắp quên thì nhớ lấy cái này ra coi nha. Ừ. Rồi. Tiếp theo là
đầu mỗi tấm chơi thì mỗi người chơi sẽ được trồng miễn phí một cây á các bạn. Nhưng mà nói đi. Dạ. Đầu mỗi tấm chơi thì mỗi người chơi sẽ được trồng miễn phí một cái cây. Tuy nhiên thì ai được lựa chọn vùng đất trồng trước hay là trồng sau thì sẽ được tiếp tục gửi xí ngầu nha mọi người. Giờ rút và chia sẻ giao xí ngầu để quyết định ai là người được chơi trước và ai là người được trồng cây trước. Bây giờ người cao điểm hơn là sẽ được đi trước, nhưng mà người thấp điểm hơn là sẽ được trồng cây trước nha mọi người. Giờ rút đi trước nha. Xếp mấy điểm đây? 6 điểm. 6 điểm, ngồi tới xếp á. Tám điểm. Nghĩa là Rú sẽ được lựa chọn người đó trồng cây trước. Rú sẽ dựa vào cái nhiệm vụ của Rú này. Không thấy gì đâu. Chứ thấy rồi đúng không? Chứ có thấy gì đâu. Nhanh lên. Từ từ. Đây. Giờ Rú sẽ trồng trên cái cây này trước. Rồi. Tiếp. Tiếp trồng trên cái này. Thấy bạn Rú rồi đúng không? Được. Đây. Bây giờ Rú sẽ là người đi trước. Rồi, tại vì gấu mèo chưa vô được cái vùng đất nào nên là chưa có ăn trộm được gì hết. Còn giải hành quả đi vào ô đất đã được trồng cây, và ô đất này là không có trồng cây nè mọi người, mình tính theo hàng dọc và hàng ngang nha. Nên là ô đất này ship sẽ được một viên kim cương màu đỏ, còn ô đất này thì ship trồng cây nên ship được một viên kim cương màu xanh dương. Ôi cái được nhở. Rồi ship có hoàn thành được cái nhiệm vụ gì không, kiểm tra cho kỹ nghe. Chúng ta sẽ đi theo tuần tự các bước là nhận nhiệm vụ, sau đó là chơi xí ngầu và thu hoạch kim cương, và thứ ba là chúng ta sẽ giao dịch có thay đổi kim cương hay không và có hoàn thành nhiệm vụ gì không, và cuối cùng là trồng cây nha mọi người. Rồi tới rút nha, có làm được gì không này? Thôi chờ tới rút. Có mèo đi một bước không ai bị mất gì hết. Còn giả hành quả đúng rồi, có mèo đi tới đây đâu có ai trồng cây đâu mà mất cái gì. Rồi tới giả hành quả đi 3 bước. 1, 2, 3. Rút kích hoạt được cái ô sự kiện bóc một viên kim cương bất kỳ trong giỏ hiện tại. Ra đi rút. 6 đi. Được màu vàng nè mọi người. Đây. Rồi để rút coi thử rút có hoàn thành được nhiệm vụ gì không nha. Rút chưa hoàn thành được nhiệm vụ gì hết nên là thôi hết lượt. Đi đi. Nếu mà chúng ta đã hoàn thành được một nhiệm vụ thì chúng ta phải bóc thêm nhiệm vụ, sẽ đủ 3 lá nhiệm vụ hàng ngày nha mọi người. Rồi. Đây đổ ra 2 xí ngầu giống nhau. Ôi thật vậy chưa? Ôi là xếp đã được 2 điểm rồi các bạn. Ui xếp được 2 điểm này rồi. Ôi thích quá à. Đi đi. Rồi gấu mèo đi trước. Gấu mèo đi 5 2 3 4 5 quá. Quát đi nhờ. Mất một viên kim cương. Tự nhiên đi con. Vô có một cái. Bỏ vô. Rồi đi được 5 1 2 3 4 5. Trời ơi xếp được nữa. Xếp được một tím nè. Một tím nè. Nhưng mà đây chỉ mới là đầu dẫn chơi thôi nè, là màu xanh vậy đó. Màu xanh thế này. Nó vẫn còn cơ hội để phục thù. Rồi có hoàn thành nhiệm vụ gì không? Không. Không đúng không? Trời ơi. Rồi thấy bước đi nha. Lúc chưa có hoàn thành được nhiệm vụ nào hết nên là giờ đứa sẽ gieo luôn xí ngầu. Buồn ghê á trời. Ai xuống quá đi. Giờ đứa sẽ gieo xí ngầu. Ô có mày đi ha. Có mày đi ha. Một nhiệm vụ hàng ngày rồi. Bây giờ sẽ phải bóc cho đủ 3 lá nha các bạn. Trước khi xuất sắc thì trước khi hãy xuất sắc thì chúng ta phải bóc nhiệm vụ hàng ngày. Đây đó, em vừa lên đã. Chưa. Sẽ nhận được thành tựu khó gì đây mọi người. Ok. Rồi, bây giờ có hoàn thành được gì không? Không. Sếp, ôi chết, sếp đi chơi mà đứt quên luôn mọi người, buồn quá quên luôn. Ôi, mèo đi một. Trời ơi, mất gì hết. Gì buồn, tao không mất cái mùi. Cái nào? Cái mắt thì cũng mất chứ. Xếp đây như vậy vô 2 ô đất trống này mọi người là sẽ được 2 cái viên kim cương lận luôn á. Chết rồi, xếp sắp đủ màu để trồng cây trong khi rút trắng tay mọi người. Rồi để xếp. Xếp có hoàn thành được nhiệm vụ gì không? Chết rút rồi. Rồi không, tới rút. Tới rút, nó chưa có hoàn thành nhiệm vụ nào nữa rồi. Xui rồi. Rồi, có mèo đi 3 1, 2, 3. Còn giải thành quả đi 5 1, 2, 3, 4, 5. Ui. Mà sao rút nó mà cũng được có một cái viên kim cương từ mỏ
đỏ. Nhưng cho màu đỏ mà biết không hoàn thành gì hết trơn á. Xui xui ghê luôn mọi người. Trời ơi chết luôn á. Gấu mèo đi một. Một ơi rồi nhớ anh bỏ đi ba. Ba nè. Một hai ba. Hai cái luôn. Ơi nè dạ, sao mà màu đỏ đi. Màu đỏ với màu tím. Màu tím đi. Trời ơi bỏ hoàn thành gì không? Bỏ trời chung tư. Sẽ sắp được trồng cây rồi mọi người. Ôi gì vậy? Cái gì á? Tí là bà căng. Rồi không có trồng cây. Tiếp đi. Không có hoàn thành gì luôn hả? Không. Cái gì vậy trời, sao đây rất xưa quá vậy? Có mày đi ba. 1, 2, 3. Không có gì hết. Rồi đây cũng 1, 2, 3. Thôi, được hai viên kim cương này mọi người. Màu xanh với là màu gì? Màu xanh, một xanh và một vàng. Có hoàn thành gì không? Nhưng mà rất mất giao dịch. Giao dịch gì? Giờ sẽ uống trồng cây không đợi cho. Giao dịch gì? Không đợi không? À, đi đây. Thật buồn quá các bạn. Xin quá. Con mẹ đi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi hả? 1, 2, ui, gương nè. Mỗi lần, à hồi nãy lúc quên nói mọi người, mỗi lần giỏ thành quả là đi hết một vòng. Đi hết một vòng và đi lại go. Thì tất cả các người chơi sẽ được thu hoạch kim cương từ cái cây mà mình trồng nha mọi người. Theo cái màu đó, Đức trồng được một cây ở ô màu đỏ nên Đức sẽ được một cái kim cương màu đỏ. Xếp lấy màu xanh này trước nha. Ừ, rồi. Xếp lấy thêm một cái màu. Và xếp lấy thêm một cái màu xanh bên này. Ôi, được rồi, ok. Ôi, ui, xếp dâu. Xếp dâu, xếp dâu. Hả? Rồi bây giờ xếp xếp dây xí ngầu đi để đi hoạch.
1, 2, 3, 4, 5. Cuối năm gì có thù với con gấu mèo hay sao nó ghé nhà nước ngoài vậy? Chứ gấu các bạn tiếp đợi cái phần được từ kiện bắt túi thần tài này mọi người. Ôi sao tiếp hơn quá nhở? Màu vàng để trồng cây, Rồi, có dụng dụ gì không? Không. Tay bút được luôn đúng không? Tay bút này. Bút được chưa? Thiếu một lá, dụng dụ hay là giờ đút sẽ dây xí ngầu. Giờ đút sẽ dây xí ngầu nha mọi người. Gấu mèo đi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rốt cuộc thì đứa cũng đã lấy được một viên kim cương của xí bột. Trời ơi, tại vì con có mèo nó thương có đựng lầm đó các bạn. Thế rồi, giờ hình quả đi 2. 1, 2, đứa được một viên kim cương màu vàng. Ai sao cứ được một viên không hả ta? Buồn ghê quá. Mày làm nhiệm vụ gì không? Để coi lại coi. Được gì chứ? Buồn quá. Rồi nói cho xíp á. Giờ lúc mà xíp hoàn thành được nhiệm vụ này các bạn. Nhiệm vụ gì á? Súng nhỏ. Bị gấu mèo ghé thăm ô đất. Ôi, nghĩ sao mọi người? Hên thiệt sự luôn á. Rồi, chứ xíp ngồi đi. Bao nhiêu? Gấu mèo đi 3. 1, 2, 3. Nó đi 2. Đi 2, 1, 2. Xíp được một viên kim cương màu xanh từ sao đang chấm. Có một viên kim cương màu đỏ này. Ok. Xíp trồng cây bằng điểm. Nên đủ 5 điểm rồi này các bạn, mới có thể trồng cây á. 5 điểm nè. Rồi, cầm đi. Lưu lại cho Trang Bước. Trồng cây. Nó chỉ mới có 1 điểm thôi. Trồng cây ở đâu? Ủa? Trồng cây. Trồng cây đâu? Trồng cây ở... đây. Rồi, ok. Gì đó đúng không? Tay Bước. Tay Bước nè. Gút chưa? Đủ rồi nè, đã bằng bút. Rồi, giờ nó sẽ gieo xí ngầu vì đã có đủ cái lá. Nó là sao sáng mà nó là không có cái lá tay các bạn. Giờ có mèo đi trước nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, không ăn trộm được gì luôn. Rồi, 6 luôn đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đại dịch. Trời ơi, có sự kiện đại dịch đã được rút kinh hoàng rồi. Giờ tụi mình có bao nhiêu ô đất thì phải trừ sâu cho ô đất của mình. Lúc mới có 2 ô đất thì sẽ có 2 viên kim cương. Xin có 3 viên thì sẽ có 3 cây các bạn. Nó có 2 viên, giờ còn có 1 viên à. Bỏ vô như là miếng tiết gì nữa. Rồi chưa? Rụt đau như cắt ngứa quá tâm đi. Rồi chưa? Chưa, ủa được đây gì nữa rồi. Đi rồi. Ở đây, nhưng mà nó sẽ được nhận lại một viên kim cương màu xanh nè. Nè. Đây. Đó. Ôi, cũng còn hơn. Tới xíu, bóc bài. Hai lá thôi, bóc một lá nữa. Nhiệm vụ tiếp theo của xíu phải làm nữa các bạn. Thôi, có buồn các bạn ơi. Số nhỏ gì đâu luôn á. 4. Có mẹ đi 4. 1, 2, 3, 4. Rồi, thành quả đi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nộp quỷ. Tiếp theo là nộp quỷ rồi các bạn. Giờ mỗi người chơi phải nộp một viên kim cương bất kỳ vào quỷ chung. Giờ đối sẽ nộp một viên kim cương màu xin là màu tím. Buồn ghê luôn. Rồi chơi hoàn thành nhiệm vụ nhá. Hụt hẫng. Thôi vậy mà cũng được nhận nhiệm vụ mọi người. Hoàn thành nhiệm vụ hụt hẫng. Không nhận được viên kim cương nào. Khổ ghê á. Ghê. Này sao rồi đúng không? Một viên kim cương từ mỏ khoáng sản màu vàng. Rồi, cái giải thành quả đi qua gô rồi mọi người. Nên giờ chúng ta sẽ thu hoạch lấy lại tất cả những gì đã mất. Một viên màu đỏ và một viên màu vàng. Vàng, tím, xanh. Vàng, vàng, tím, xanh. Mẹ ăn vàng nha. Rồi Gút không biết gì hết các bạn. Dạ. Cái gì? Con sẽ không nói. Sao vậy? Kêu vàng không? Gì? Ôi, nhạc vàng đúng không? Cái xíu không? Đúng rồi, bất bại đối thẳng hoàn thành được gì trong bài nhanh đây ta. Nè. Wow, nhiệm vụ nữa bạn. Nhiệm vụ nhân phẩm nè. Đó, nhiệm vụ liên quan tới nhân phẩm. Nhiệm vụ gì ghê vậy? Rồi, em xin ngồi. Có
thì đi năm, một hai ba bốn năm, anh gọi đi hai. Màu xanh và màu đỏ. Màu đỏ chứ. Màu đỏ nhầm. Ôi, xếp bị mù màu rồi. Bây giờ xếp sẽ lấy ba viên kim cương đi đổi chỗ các bạn. Rồi, để cho cây trầm nãy nó nói mọi người. Rồi, bỏ vô đó đi, bỏ vô bị chung đi. Rồi, chết rút rồi. Đổi chỗ cây cũng rút. Hoàn thành nhiệm vụ thành tổ trọn đời. Wow. Trồng ba cây trên ô đất tạo thành hình tam giác vuông. Nhưng mà đổi chỗ là sếp không trồng cây được nữa. Đúng rồi, cái đổi chỗ nó cũng được xem là một hoạt động trồng cây á các bạn, nên chúng ta sẽ không được trồng cây trong ván này, trong lượt này nữa. Rồi tới lúc này không hoàn thành được gì hết trơn. Ván này là biết ai thắng lại nha. Còn có bốn cây lận mà nói vậy đó. Rồi chuẩn bị đi sáu. Sáu, một hai ba bốn năm sáu. Ừ, quá mày đi. Đã thành bốn năm. Một hai ba bốn năm. Nó đã kích hoạt được ô sự kiện sử dụng ba viên kim cương bất kỳ để trồng một cây lên ô đất mà mình đã có này các bạn. Nên là Rút sẽ đưa ba viên kim cương đi. Bằng ba viên kim cương của Rút. Rút sẽ trồng trồng lên. Để Rút coi lại nha. Rút sẽ trồng cây lên ô đất một tiếng. Yeah. Xong chưa? Xong. Thành tựu trọn đời chỉ có một lần thôi các bạn. Còn thành tựu hàng ngày thì Rút liên tục. Đúng rồi, chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ nào thì chúng ta lượt sau chúng ta sẽ bắt để thành tựu. Như phẩm nè. Rất buồn quá, nãy giờ có được may mắn được một lần thôi á. Cứu mèo đi ba, sao ướt? Một, hai, ba, ư. Đi đây. Còn như cuối cùng. Trời ơi. Giỡn thì bỏ đi hai. Một, hai. Chứ sẽ được một viên màu tím nè mọi người. Như vậy được một viên kim cương từ cây của mình trồng. Có ba cây đó, chọn cây nào cũng được. Chọn cây nào? Màu vàng. Ok. Mà ship trồng cây. Ôi quá nè, ship vừa trồng cây bằng tím được mà. Ship trồng cây bằng ơi. Kim cương. Rồi ship trồng cây bằng kim cương giống vậy. Ok. Trời ơi. Trời ơi, chắc là Rút thua rồi mọi người. Trời ơi, sao mà nay số Rút nhỏ quá ta. Cái gì vậy? Ngay đây, ô màu xanh còn hoàn thành nhiệm vụ trồng chân hai ô đất màu xanh các bạn. Rồi, thích dạ. Tình tinh, ship có 8 điểm luôn. Dạ rồi, chỉ cần 2 điểm nữa là ship sẽ trồng được 2 cây luôn các bạn. Ship có 8 điểm rồi các bạn. Cái gì vậy? Chị cần thấy vậy luôn, chị cần thấy vậy luôn. Rồi tư quá. Tớ chưa thấy gì thiệt mà. Tự nhiên để là cửa luôn kìa. Không có gì đâu mà rút cho sếp. Sao sếp rút liên tục vậy? Đây, nhiệm vụ của sếp các bạn. Nhân phẩm thôi. Nhân phẩm. À, vậy là rút. Ủa không phải hả? Không. Vậy là đổ ra sếp ngầu một rồi đúng không? Một. Sếp được màu vàng. Này. Có mèo đi chưa? Có mèo đi rồi. Cái mèo đi đây. Buồn quá, sếp muốn đổi nhiệm vụ. Nào đưa một cái kim cương này. Mày gì đổi vậy? Đổi nhiệm vụ đó mới thấy trọng. Phải mà ta, có khoan nha. Đổi rồi mà. Một nhiệm vụ nữa. Đây, nhiệm vụ. Chưa thấy hết á. Thề là chưa thấy gì luôn á mọi người. Nhiệm vụ. Chứ thề luôn á, chứ chưa thấy gì hết. Chưa thấy rồi, gần hết thôi. Rồi vậy đây. Tiếp tục gieo cái ngầu chứ nó không có gì hoàn thành luôn. Buồn quá đây. Sẽ trồng được 4 cây, tỷ số 4-3. Mọi người đi năm. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi giả hình quả đi 3. 1, 2, 3. Cái gì vậy trời? Đi đâu vậy? Đi đây. Ủa? 1, 2, 3 gì đó nè. À, Rút được một cái màu tím với một... Ở gì hai cái màu tím luôn. Rút được hai cái màu tím. Giao dịch. Giao dịch hả? Ừ, đổi tím với xanh. Rồi, không giao dịch đâu. Xong chưa? Rồi. Trời ơi, thiệt luôn á, biết sao nay xui thiệt luôn á trời. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Nè, gấu mèo đi tới ô
đại dịch sẽ không bị đại dịch như vậy, gấu mày chỉ trơn thôi chứ không có kích hoạt cái ô này. Đúng rồi, chỉ có dây ăn quả mới kích hoạt được những ô sự kiện như các bạn. Rồi tiếp đi, em phải đi 4 1 2 3 4. Chắc là một con dê tử nạp đại dịch sẽ chết. Này xếp trồng cây bao nhiêu tính toán của đứt điện cũng theo mây gió hết trơn các bạn. Hãy xếp trồng cây, trồng ô này, xếp trồng ô màu tím các bạn. Dạ rồi tới gút tài gút sẽ như thế nào. Trời ơi, số rất nhỏ thiệt luôn á các bạn. Xếp gần thắng rồi thầy. Đi 3 kìa. Có mèo đi 3, 1, 2, 3. Rồi, đưa một viên kim cương đây. Em chọn viên kim cương xíu này các bạn. Còn gió anh quá. Đi 1, ô đại dịch. Ơi, sao mà nó xui dữ vậy nè. Giờ Rốt sẽ trị bệnh cho hai vùng đất của Rốt này các bạn. Xếp anh làm dùng đất nữa. Xếp anh làm dùng đất một. Rồi, chứ còn có 3 viên kim cương hả? Rồi, vui mọi người. Rồi, xếp thì nợ bao nhiêu? Hai cái luôn. Rốt đủ 2 viên kim cương để trị bệnh này. Xíp nữa. Xíp đi nữa các bạn. Nếu bị nợ 2 viên kim cương lắm, phải dùng 2 viên kim cương để chuột cây không trồng được các bạn. Rồi, để tới Rốt nha. À, tới xíp chứ. Rốt đi sang ngoài. Tới đâu được thì đâu. Ê, cứ đi tới ô đại dịch, nó được viên màu xanh. Giữ ngoài à. Rồi. 1, 2, 3. Rồi, 1, 2, 3, 4. Rồi, được 1 viên màu đỏ với lại được bắt trong túi thần kỳ 1 viên. Thôi về, nhưng mà xếp trả nợ luôn nha các bạn. Để xếp lấy cây về. Hai viên hai viên rồi, ok lấy cây về đi. Lấy cây về. Rồi, có hoàn thành được gì không? Không, họ không trồng cây, không gì hết đúng không? Tới Rút. Rồi, chắc Rút rồi, còn tới 4 cây lại, sao mình thắng nổi. Dấu mày đi 3 ra, 1, 2, 3. Cho hình quả đi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Xin Rút lấy chút màu xanh và một màu tím. Lấy chút tiền rồi hãy thu mặt. Một màu xanh và một màu tím. Rồi Rút hoàn thành nhiệm vụ. Từ sở hữu 2 viên kim cương màu xanh. Và để được thêm một điểm nữa. Rồi giờ hung mặt. Chắc không phải đi qua cơ. Có 2 vàng. Xếp có 2 vàng, 2 xanh dương với 1 tím. 2 vàng nè, 2 xanh dương và 1 tím. Còn Rút sẽ có 1 đỏ và 2 tím. 2 tím, 1 đỏ. Rồi Rút bắt chờ 1 tím luôn á. Rút thiếu vàng đúng không? Giờ Rút sẽ chuyển tới lớn đổi. Dạ. Tình bạn chắc có mình lâu là ở khúc này mọi người có chịu đổi cho mình không? Không. Rồi, đói không? Mai là nghỉ chơi với nhau rồi. Trời ơi, nhân phẩm đâu rồi? Nãy giờ muốn làm nhiệm vụ này mà khó quá đó mày. Nhiệm vụ gì vậy? Chắc chắn là hãy là xíu ngầu gì đó rồi. À, tiếp đã bị gấu mèo trộn một viên kim cương. Rồi, ba quả đi ba. Rút được một viên kim cương này các bạn. Xíu không được gì nữa. Một viên kim cương màu đỏ. Rồi xếp được kết quả hai đổi 2-1 nè. Xếp hoàn thành nhiệm vụ gieo xí ngầu mà người khác gặt hái được kim cương. Rồi hai điểm nữa. Điểm nè. Rồi là xếp 4 điểm nha. Xếp kế hoạch được ô sự kiện này nè. Xếp có muốn đổi không? Không. Ta chưa đổi dạng người ta đi. Đổi không? Giờ Rút sẽ bóc một lá nhiệm vụ. Rồi, tôi muốn nhặt được cái nhiệm vụ này nè các bạn. Có. Rồi, giờ tới Rút thải nha. Xui vẫn xui thôi, khỏi ấm lên. Ôi, trời ơi. Nhân phẩm, nhân phẩm. Đi mấy, quá hôm nay này. Trời ơi, nhân phẩm. Rồi, đổ hai xí ngầu giống nhau. Rồi, xong rồi. Bây giờ, gấu mèo đi 2, 1, 2. Hay quá. Rồi, dẫn qua đi 1, 2. Rút được một viên màu đỏ nữa. Trời ơi, thiếu vàng đó các bạn. Xíp không đổi. Xíp có 2 vàng luôn nè. Chạy lên mai cũng vậy trời chứ xíp các bạn. Một bài. Một bài vậy đúng không các bạn? Xíp, xíp, xíp hả? Trời nhân phẩm dễ sợ luôn. 4 điểm nha. 5 năm hả? 1, 2, 3, 4, 5. Ê, mọi người mất viên. Rít mất 1 viên và xíp mất 1 viên các bạn. Mất màu vàng, mất màu tím. Ôi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Xếp được 1 viên màu gì? Và 1 viên từ cây của mình. Mong muốn, vậy là xếp lấy có cây đỏ không? Không, ha ha ha. Lấy màu vàng cho Rút tức chơi. Ghét à, làm sao Rút sẽ thu hoạch hết màu vàng luôn. Rồi, thêm một điểm nữa. Và xếp đã hoàn thành được thu hợp kim cương từ cây mình trồng. Rồi, vậy là Rút xếp trồng cây. Trồng cây luôn. Xếp trồng cây. Xếp trồng cây.
Mút ơi, 5 điểm. Trồng cây màu đỏ. Ok. Trồng cây màu tím. Hoàn thành nhiệm vụ. Trồng cây màu tím các bạn, hai ô màu tím. Rồi, xong phim rút rồi. Đó là tiên nó sẽ bóc lá nhiệm vụ. Nhiệm vụ vui không các bạn? Rồi. Giờ đứa sẽ gieo xí ngầu để thu hoạch kim cương. Đố mèo đi 4. 1, 2, 3, 4. 10 hình nữa. Thành quả đi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không có được 2 viên kim cương một tí. Không có màu vàng. Ghê á. Từ từ. Giờ đứa sẽ không hiểu điểm tiếp nữa. Sử dụng 3 viên kim cương bất kỳ này để đổi chỗ của một cái cây. Đứa sẽ đổi chỗ của cái cây màu tím này qua màu đỏ này. Và đứa hoàn thành được một nhiệm vụ. Chuyển chỗ, cây trồng rồi nên đứa không có được trồng cây nữa mà giờ đủ điểm rồi. Ông ơi, tôi tiếp hai lá. Hai lá hả? Ok. Ok, em có màu vàng. Nhưng mà chứ không đổi cho đứa đó các bạn. Để nó là mai nó nghỉ chơi. Đứa gì lâu vậy hả? Chắc quýnh quýnh quá. Mọi người coi mọi người. Nhìn cho kỹ nha. Rồi nhìn xuống bàn này nha. Nhìn cho kỹ nha. Đây là cái nhiệm vụ gì rồi nha. Rồi xong. Tiếp chơi đi. Nhân thẩm ơi. Thôi thấy lại luôn. Không, ăn gian quá à. Kỳ quá à. Nằm lắc rồi. Nằm lại luôn đi. Chứ ăn gian. Cũng vậy. Đâu nãy khác. Nãy 5, 6 rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Mất rồi. Đèn ông đặt lên ông. Rồi, 1, 2, 3, 4. Rồi, cái 2 để 1 kìa. Đổi không? Hai là này nhiệm vụ gì không? Đổi nhiệm vụ. Rồi, lấy ra. Đổi nhiệm vụ. Nhiệm vụ đi các bạn. Thấy từ từ vậy? Chưa? Rồi, đi rút nha. Rút bài chưa? Gió mẹ đi một. Gió mẹ đi một bước. Thành quả đi hai. Một màu đỏ. Rồi né hết màu vàng luôn rồi đó. Rồi xong chưa nè. Rồi giờ rút cây sẽ cây dịch trước. Cây đỏ đuổi vàng. Rồi rút sẽ trồng cây nha các bạn. Sử dụng 5 điểm. 5 điểm của mình để trồng cây. Rút để cho các bạn coi cái nhiệm vụ mới không. Nhìn từ từ để mình cứ cái coi có hai nhiệm vụ này nó sẽ tính toán mất đi cho lần này các bạn thấy không xíu không thấy gì hết các bạn thấy được. Giờ đứa sẽ trồng cây trên hồ đất này và đứa đã hoàn thành được nhiệm vụ trồng cây trên hai ô đất chỉ định màu xanh và màu đỏ có được 2 điểm rồi xong chưa xong kế tiếp. Đủ anh thấy nhiều chưa? Hoàn thành nhiệm vụ bị mất một viên kim cương bất kỳ vì lý do gì
bị bắt buộc quay kim cương quay bất kỳ lý do gì chứ không được. Lúc hoàn thành luôn nhiệm vụ nha, thằng ấy ảnh tao bây giờ mà tiếp không có mua. Rồi còn giờ Rút sẽ sử dụng 5 điểm trồng cây, đủ 5 điểm không? Đủ nè. Thấy rồi, không có bạn thấy gì nữa làm gì. Rút sẽ trồng cây lên ô đất. Ô nào? Nhiệm vụ ngăn nắp trồng cây thẳng hàng này, thành 4 cây thẳng hàng rồi xong này, bạn thành 4 cây thẳng hàng cho ship một tờ. Ship không tin là ship không làm được nhiệm vụ này các bạn. Tôi ghê đây, nhiệm vụ của ship mới rút. Không có gì đâu luôn. Tôi chờ đợi nha, có thể đi năm rồi, hai ba bốn rút mất nhanh lên một viên đưa đây. Dạ, 76 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 good được. Trả lời được không biết hồi đó lại nè các bạn. Rồi, thu hoạch thôi. Dạ, anh quả mới đi qua gương đó các bạn. Ừ, cứ thu hoạch trước đi. Giờ đứa sẽ có 2 màu xanh. Ok. 1 màu đỏ. À, 2 màu đỏ thôi chứ, 2 màu đỏ. Và 1 màu tím. Trời ơi, cái gì vậy trời, màu vàng không có cái màu luôn. Chú đâu có màu vàng. Ship là 2 màu vàng nè. 2 màu vàng nè, 2 màu xanh dương nè, một màu đỏ, một màu tím. Đó, cái trồng cây cuối cùng. Buồn quá bạn ơi. Cái cây cuối cùng của tiếp các bạn. Tiếp thắng rồi. Rồi, sẽ phỏng vấn tiếp nha. Thôi thử, tạm biệt cô tiếp sau khi trải nghiệm trận đấu cô gặp như thế nào. Tiếp thấy được chơi này rất là vui và có tính đấu trí cao các bạn. Cô giống như là thấy được bộ mặt thật của mọi người. Nhiều cái bài học quý báu các bạn, tức là Tiếp không có thương rất như những gì Tiếp nói á, Rút đổi có một viên kim cương mà Tiếp không có đổi với Rút luôn á, trời đất ơi, giống như có hai ba viên không đổi với Rút viên nào, nên là Rút đã thấy được bộ mặt thật của Tiếp rồi đó các bạn. Nghĩ chơi luôn. Bây giờ Rút sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi nâng cao khi mà tụi mình đã quen với khu rừng kim cương rồi nha các bạn. Với hai người chơi thôi á, các bạn có thể set up cây trồng như thế này nè để tăng độ khó, và tụi mình phải tính toán kỹ hơn trong cái việc trồng cây á. Các bạn có thể xem chi tiết ở trong cái trang 7 của cái sách hướng dẫn chi tiết cách chơi nha các bạn. Ở đây người ta có ghi rõ lắm nên các bạn chỉ cần đọc là sẽ hiểu cách chơi thôi nha. Ngoài cái mô tả luật chơi cho bạn nào ngại đọc luật thì cái này nó có một tác dụng thần kỳ nữa các bạn. Đó là các bạn có thể dựng nó lên để biến nó trở thành một cái kho kim cương như này nè, để đứa chỉ nha. Đó. Bạn như đây. Rồi tụi mình sẽ giấu kim cương của tụi mình vô đó. À, vậy thì đối thủ sẽ không biết được tụi mình có cái kim cương màu nào rồi á. Hồi nãy mà Rút làm vậy là Rút nhiều khi lật kèo được ship rồi á. Tức ghê trời ơi. Rồi bây giờ Rút sẽ phục thù. Giờ ship có dám chơi với Rút không? Chơi. Ok, nhưng mà video dài quá rồi nên là tạm biệt các bạn nha. Giờ Rút phải tập trung đấu trí với ship đã. Bye bye.